Thì tôi rất đông. Thì Elohe nên đưa tầm đường smooth nào tầm đường ngơi Petro Hữu tầm ốp răng trong bất tất cả trong sinh hay trong ba trong hay rất trong tâm thì Elohe mùi sơm hãy đứng vững trong sinh hãy uy chung Petro Hữu Đức ốp răng trong sinh hãy đứng vững trong đức tin mà chốt tụi nó vì biết rằng anh em mình ở lại khắp thế gian cùng đông thì hoàn hành như mình lão anh đàn du đàn hè nguyên chỉ lão anh mà đàn du chỉ lão anh đóng mà rồi nằm đây hè ta chỉ mòn tụi thêm chỉ hình mát ngăn và hình kế nào tạm mà ô môn quanh răng chỉ ngưng can nghiệp ra hệ ta an thì nên mà lớn ngôn nghiệp ra nè hủ nôn hệ ta an và kể răng tốc thì cha hết tất cả phim mê an để hình biến của nào mà thì lâu quá là nu ôi á hệ tầm gộp riêng nào tầm luôn mà ông mong là nu bước con là huyền quay hệ tầm gộp riêng đúng để mà nào là nu ngơi gật này từ lúc ấy dân du lâu quá mà dân ngôn để ông nói hệ như thế là cứ minh em qua ông mong của anh ra bằng ăn mà cứ kích là chân tức là với chủ đề dân phúc nào hành đề này thì hãy đứng vững trong đức tin à của nó là nấp tầm nào cho à của nấp tầm nào cho nhớ đến nó có thêm đủ làm quen không mà lời ngôn thì là hèn tâm đun smooth nào phải nuôi mai tìm một hề thì bồn quá là cực rô lần này à phụ nấp tầm nào cho à muốn làm tề mày giờ đây bồn quá là ô mai mịt mai đây mày mà mốt coi mà gì xử lý vậy là cần phải trang bị quốc phòng như vậy còn mai thì cũng nấp tầm nào mà cho là ô mai mít mai họ đi chi ta mà họ mày chi để tắt mày tự đâm gặp này giờ đây nó quay sang du làm quay nó mà đơn luôn cũng cho cứ bên đây à muốn đi ô là cái đây mày cho rồi là mít kia chém mà cái này kế chiến hội cho muốn ông đây ông ở Jesus Christ chỉ nâng tầm bàn vào phần đây chỉ mít ô bước chỉ đi che ở đây còn đầy chi dưới tán lúc trong hàng càn văn tán lúc hay cũng ta này kế của anh ra dưới nào hãy nhớ và là nụ chỉ một đứa tình yêu thôi dưới ôi à chỉ hẹn tay riêng tầm đun smooth nào là một người là tầm ngồi về trô cổ trăm trong trăm tất trong dịch một ngôi nhưng mà cũng trùng trong ba trong trong bớt trong tham thì trong sinh thì cả này giờ đây nó quay thân đu là quay mà đôi môn cũng dọc hè cực chân anh ấy dữ an một chút cho là cực quay trông nào mà dân thì nghĩ ngôn ngữ tầm số mút nào cả một người cũng trùng thì cả này trong những câu trên có ba lời khuyên quan trọng nhất sư đồ Phi-e-rơ dành cho mỗi con cái Chúa. Ba lời khuyên quan trọng nhất trước hết là con dân Chúa hãy trao mỗi điều lo lắng mình cho Chúa. Thì ngoài mới về đây có thể là về đôi là tầm lơ ngôi nào ngọt nguyên nào chút chiên hè dân và trào mỗi đều cho Chúa cứ bên đây mọi cực tầm cực kia nào kia hẹn đâu nào mỗi bài nào chút chiên để tầm áp nó cùng nghe kể nghe tầm lơ ngôi áp nó cùng nghe nào ngọt nguyên nào ô ăn nào chút chiên ở
con quan mình hệ hệ chồng toàn ra nay chuyện đến muộn nên thế con cái Chúa phải tỉnh thức phải tỉnh thức từng mà cầu tán hay khi buồn cho một đàn đùn hệ đi một điều ốp hệ đi cầm vai mà buồn này thôi hệ đi làm dân làm nào hay cho nên phải đó con cái Chúa hãy cảnh giác chẳng phải là con lúc con đang rằng đu ăn khăn mày cũng dám làm bài lên cho tâm bạn ngồi lớp nào trực chiến hè hè nào mô kê nào đưa ốc nhưng mà hãy trao một loại ra đến bán thì hè cụ ngào chú cấp kinh nào của anh ở đâu ấy anh hè dân đêm bé hè nghe nằm với càng gai gần đây lớn tầm nào dân còn là trước hết chúng ta hãy trao mỗi điều lo lắng anh mà phổ máy trao mỗi điều lo lắng mình cho Chúa tầm áp lâm buồn hè khi nào lo lắng mâm lao lo lắng này ngay lúc nào mình nào hè mình là người này lo lên tâm hè hôm nay gì từ khi có trí khôn chúng ta bắt đầu biết lo lắng năm hè mình để dễ mà hè hôm nay gì từ năm tuổi từ phần năm mà phần năm tất mà phía chín năm một ngày hè kể nào mình kể nào mình mâm nào hè rồi Hè tức là nô phụ hè chít hè coi bánh mèo đường sữa coi vùng gió ao vun vân vân khi mà hè lớn lên tất chít mà trăm năm muốn được hè quỳ người bạn hè và kêu mà phê hè kiện diện trò hè quỳ vẫn là rất là lo lắng chuyện lao luôn trong tâm nào đi chuyện hè hay kịp nào gì lốt kịp nào gì hình đá kịp kè nào gì kịp kè nào ngon này thì cái sự lo lắng tầm mùa hè sẽ ớt đi cái sự lo lắng này ở mức này bùi kè mà hè thoát khỏi nhưng là kè mà hè ta đã nào thì minh quỳ nền tổ hiểm trước kia này tầm lơ luôn này cần phải đứng vững trong đức tin hãy cú nấp tầm nào cho gần này dưới đây nó quay trên đùi lo lắng vì mình không được người khác chấp nhận cũng rất là lo lắng không được người khác chấp nhận dưới đây nó quay trên đùi nó quay mở nó hè của mình không những mà bản thân cũng nào cực kích nào cho mình đấy kẻ ốc người bạn mà không chấp nhận ban thần tôi không chấp nhận tầm nào ai gì nào ai mê nào có gặp lập xa nào nữ gì tầm chế đinh đối với ô còn lại kẻ ốc đều can tầm được khăn bằng không chấp nhận khăn bằng là tay vô khăn bằng đun khăn bằng là can mê tay đó cũng là lo lắng đó là cũng là lo lắng chứ nó quay trên đùi nó quay mà nó luôn không nghe ở mâm hai kề mà ta đã nào thì trước kia này nào hãy muốn về này kề mà ta không ta làm vùng mít chân treo mang môi trường hè thì nó mình hè này bữa yết nào hè này rồi ăn hè cũng nấp tao nào hãy cho thế để trong tâm cầu xin hãy đứng vững trong đức tin anh thằng này cũng nấp tao nào cho thì bồn nhân mày là tên mùn thề ở tên mùn thề muốn làm tên mày làm mà gì đó là một cái câu hỏi ngành tông tên mùn thề chỉ là người Do Thái người Do Thái cứ nào tôi coi chỉ là thân bằng cụ trọng bằng thi vụ
ơn ít này mà lâu ít ra đây mẹ con thân băng thì buồn ru mất thì buồn thay băng mất mà biết mà phèn ốc nên không sợ nhưng mà mình tìm một thay nên mà ôm phần mẹ mất tìm một thay mà nào cả một người vì đức tin đó là đức tin sự cứu rỗi nhớ đấy đi bà lâu ít ơn ít tìm một thay đừng vững trọng đức tin. Chớ đến đâu có thể đủ lo quá mà lời ngôn nhiều là hè. Tài chị và lo lắng vì những thiếu sót hoặc lỗi lầm thì tất nhiên tạo áp lòng không thể kia. Thiếu sót hoặc lỗi lầm. Nào hay tâm mất, nào hay tâm pet, nào hay tâm rong, nào nữ gì. Và bởi vì đi thì đi. Bởi vì nó quay thì đi bơi đi không bơi nung không tầm nào đi nằm chìm tầm nào đi chìm của nước giữa hè tây tầm nào cả luôn người mỗi một dân là áp non hè rất là lo lắng về mặt kiêu so về mặt lỗi lầm của bản thân mình nhuộm và là lời nói không bằng tiền mua cần phải lừa lời mà nói. Như đó, nào người mô rộp ra, đúng không? Là, nào hai người đào sách, nhưng tầm áp nào vùng hè hè quy đồng đào sách thì nào người đôi lúc phải làm mắc cảm hai lòng của người khác. Đó là cái sự lo lắng tầm áp nào vùng hè. Như đó, cái phần đồ nói về năng lực, thì công chính tầm hè là thiêu sót của tâm. Như đó, tầm lớn lối nào hè này, cả này cũng nấp tầm nào thì cho giao mặt lành ra gặp này dưới đây hè tê qua mà thì ở đoàn 6 anh chân rắc mà không hè trở lên hai câu mà thì ở đoàn 6 câu 33 tất 34 ngô prao mà thì ở tròn bay giúp mà bay tròn bay giúp mà con nhưng